Chào anh chị. Tổng kết năm 2018, một năm con chó khá là khá là khó khăn thì có khi nào quý anh chị em và các bạn hỏi tự đặt ra cái câu hỏi là tại sao chúng ta đầu tư lại luôn bị thua lỗ trong năm 2018 không ạ? Đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán đầu tư vàng, đầu tư ngoại hối hay là đầu tư Bitcoin trong năm 2018 và kể cả những năm trước đó, quý anh chị em và các bạn nào đầu tư thường xuyên thua lỗ thì có bao giờ đặt ra cho mình cái câu hỏi là tại sao chúng ta đầu tư lại thua lỗ hay không? Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do chúng ta không giỏi trong cái lĩnh vực đầu tư không ạ? Có phải là do chúng ta quá tham lam trong quá trình đầu tư không ạ? Có phải là do chúng ta nhỡ tin nhầm vào ai đó không ạ? Hoặc là đặt niềm tin nhầm vào một ai đó, một đối tượng nào đó đã suối chúng ta mua bán đầu tư không tốt và dẫn đến những cái thua lỗ không ạ? Hay là do chúng ta quản lý cái đồng vốn không đúng, chúng ta uh, sử dụng cái đòn bẩy margin không hợp lý, nợ vay hơi nhiều, lý do là do đâu? thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành ra một cái video cuối cùng của năm 2018 âm lịch, tức là kết thúc cái năm năm đen đủi của con chó 2018. sẽ tổng kết với quý anh chị em và các bạn và cùng với anh chị em và các bạn tìm ra cái nguyên nhân, cái lý do nào khiến cho quý anh chị em và các bạn thua lỗ trong cái năm 2018 anh chị các bạn ha. Nhiều người trong chúng ta sẽ cho rằng là mình đầu tư thua lỗ là bởi vì mình ngu mình không giỏi trong cái lĩnh vực đó hoặc là chúng ta đã không 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 có những cái hiểu biết nhất định trong cái lĩnh vực của mình. Thực ra thì đây cũng chỉ là một lý do mà chúng ta thường hay ngụy biện cho những cái thất bại trong quá trình đầu tư của mình. Và đặc biệt là khi chúng ta đầu tư thua lỗ thì chúng ta hay giải thích bằng việc là chúng ta ngu hoặc là chúng ta không giỏi. Thực tế thì không phải như vậy. Rõ ràng là trong số những anh chị em và các bạn đầu tư có những người rất giỏi nhưng cái giỏi ở đây thì có thể là giỏi ở lĩnh vực khác giỏi ở một cái chuyên môn khác ví dụ như rất giỏi trong lĩnh vực y tế rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng chưa giỏi trong lĩnh vực đầu tư đó là hiểu ý giỏi theo một hướng khác tức là mỗi người có một cái giỏi khác nhau điểm thứ hai cái giỏi ở đây á tức là chưa ngu à, tức là không ngu và giỏi ở đây tức là cũng đã tìm hiểu và tìm hiểu khá nhiều trong cái lĩnh vực mình tham gia. Nhưng mà trong quá trình đầu tư thì vẫn sai. Thì nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Thì thưa với anh chị em và các bạn là nó như thế này. Chúng ta giỏi, chúng ta nắm, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Ví dụ trong đầu tư bất động sản chúng ta hiểu rất tường tận về thị trường, rất các nhiều vấn đề. Về đầu tư chứng khoán chúng ta hiểu cách phân tích, chúng ta hiểu cách mua bán, chúng ta hiểu mọi các vấn đề liên quan. Nhưng có một điểm mà chúng ta À, vẫn cần phải lưu tâm đó chính là chúng ta có thực sự là những người giỏi nhất nằm trong top những người giỏi nhất của lĩnh vực đó hay không. Lý do tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta giỏi không tới, chúng ta giỏi chưa phải là thuộc top thì rõ ràng chúng ta cũng chỉ ở cái 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 vai trò là loại là những người trung bình trong cái lĩnh vực đó thôi. Và trong cái lĩnh vực trung bình như như vậy thì nó có một điều khá là khó chịu trong các cái hoạt động đầu tư đó là cái tỷ lệ thành công cho đầu tư nó không cao thực sự nó không cao nó chỉ nằm ở một cái tỷ lệ rất là thấp nằm gói gọn nằm trên dưới khoảng 10 phần trăm thôi và có những lĩnh vực đặc biệt là những lĩnh vực mà 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 cái độ khó và cái độ nhạy cảm của nó cao á, thì cái việc mà thành công trong 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 đầu tư nó chỉ chiếm khoảng tầm từ 5 tới 7 phần trăm thôi và vì thế thì chúng ta nếu thực sự mà chỉ mới giỏi thôi là chưa đủ mà chúng ta phải thực sự là rất giỏi và chúng ta phải đứng ở trong cái top đầu đầu tiên trong cái lĩnh vực đó. Đó là cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với anh chị em và các bạn là giỏi thôi thì chưa đủ. Thứ hai thì nhiều quý anh chị em và các bạn thường hay lý giải là chúng ta đầu tư thua lỗ là bởi vì chúng ta tham. Đôi khi chúng ta đã có được một cái khoản lợi nhuận nhất định trong quá trình đầu tư rồi, chúng ta đã tìm kiếm được những cái 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 cơ hội nhất định và đã thành công trong những cái cơ hội đó nhưng chúng ta không rút khỏi cơ hội thì thưa bên chị em và các bạn thì lòng tham thì ai cũng có tôi cũng có anh chị cũng có bất kỳ một người nào tham gia đầu tư đều có sự tham lam nhất định và chúng ta tham gia đầu tư là mong đồng tiền của chúng ta để thêm những cái khoản lợi nhuận và cái việc tham lam đó là cái bản tính của những người làm kinh doanh chuyện đó là chuyện không thể phủ nhận tuy vậy thì cái câu chuyện tham ở đây ai cũng có vậy kiểm soát lòng tham như thế nào Vấn đề ở đây chúng ta không đổ lỗi cho việc là lòng tham bởi vì lòng tham nó là bản tính của con người, bản tính của các, các tức là cái phần con trong chúng ta và đặc biệt là tham gia kinh doanh thì nó là đương nhiên. Tuy vậy thì chúng ta muốn kiểm soát được lòng tham, chúng ta cần phải tìm kiếm thêm một vấn đề nữa đó là giải pháp nào cho việc kiểm soát cái lòng tham của mình. Khi kiểm soát được lòng tham rồi thì chúng ta sẽ giảm bớt cái việc là đầu tư vào những cái vấn đề rủi ro, những cái vấn đề đem lại những cái sự mất mát và hơn hết nữa thì chúng ta cả gọi là kiểm soát được chính cái cảm xúc của mình khi mà chúng ta thành công và chúng ta biết dừng lại ở đâu là hợp lý thì từ đó chúng ta mới có thể đầu tư thành công được. Còn nếu không, có thể anh chị và các bạn trong một cái khoảng thời gian nào đó đã thành công, đã kiếm được lợi nhuận trên cái đầu tư của mình nhưng mà chúng ta đã không gọi là cảm thấy thỏa mãn và tiếp tục gọi là duy trì cái cái đầu tư đó thì chưa hiện thực hóa cái khoản đầu tư thì chúng ta sẽ vẫn chưa có thể tính là khoản đầu tư thành công và đến khi anh chị em và các bạn muốn hiện thực hóa cái cái khoản đầu tư thì lại là cái lúc mà chúng ta đang thua lỗ và những cái áp lực về mặt tâm lý khiến chúng ta đã hiện thực hóa vào đúng cái thời điểm mà chúng ta không đem lại cái lợi ích và dẫn đến những cái thua lỗ mà anh chị em và các bạn phải gánh chịu. Nhiều người đầu tư không thành công được à, dẫn đến những cái thua lỗ thì thông thường có một cái ngụy biện tiếp theo đó chính là đổ lỗi cho người khác lỗi cho mình đã tin vào cái người xấu nào đó đã nói với mình về cơ hội đầu tư nhưng thực tế thì cái thành công đó nó không đến đúng như những cái gì người ta nói. Thưa bên chị em và các bạn tin vào người khác và không suy luận lại đó chính là cái niềm tin mù quáng, không khác gì giao tiền cho người khác đầu tư. Do đó chúng ta chỉ nên coi những cái thông tin, những cái nguồn tin từ người khác cung cấp cho mình là cái nguồn thông tin tham khảo để chúng ta có thể ra quyết định đầu tư tốt. Bên cạnh đó nữa thì ông bà ta có câu là biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa. Nhưng thưa với anh chị em và các bạn, biết mà không hết. Thưa với anh chị em và các bạn, biết mà không hết. Biết mà không hết thì sẽ mất tiền. Và đôi khi cái người mà nói cho anh chị em và các bạn, đôi khi họ cũng biết, cũng nắm nhưng mà họ biết không tới, biết không hết. Họ cũng vì cái điều tốt nói cho anh chị em và các bạn, nhưng mà họ nắm chưa đúng, chưa trúng vấn đề và chưa phải là cái góc gọi là tổng quan của vấn đề. Rõ ràng nó sẽ dẫn đến những cái thiệt hại của anh chị em và các bạn. Và họ biết không tới, họ nói với bạn thì bạn cũng chỉ chắc chắn sẽ chỉ biết không tới. Và biết không tới chính là cái cái câu trả lời đúng nhất cho cái việc mà tại sao chúng ta đầu tư thua lỗ vào năm 2018 hoặc là đã đầu tư thua lỗ những năm về trước. Sau video này, anh chị em và các bạn cần phải biết tới biết tới đỉnh của nó, biết tới đỉnh là như thế nào? Tức là phải biết hết, biết tổng quan về cái vấn đề chúng ta đang tham gia. Và để biết được tổng quan những vấn đề chúng ta tham gia thì nó như thế nào? Thì tôi với anh chị em và các bạn theo như ông bà ta đã từng có câu như thế này. Phụ nữ mang bầu thì cần 9 tháng 10 ngày, không ai có thể mang bầu mà 3 tháng rồi sinh ra, sinh ra một cậu bé tốt được hay là một cô bé tôi gọi là trọn vẹn được thì quy luật tự nhiên của việc sinh nở đó là trong khoảng 9 tháng 10 ngày. Các vấn đề khác trong xã hội, trong tự nhiên đều vậy. Cây trái muốn đơm hoa kết trái cũng cần phải có thời gian để có thể là sinh trưởng, phát triển và đơm hoa kết trái. Con người cũng theo quy luật. Ông bà nói một câu hay mà chúng tôi muốn nhắc anh chị em và các bạn đó là rắn già rắn lột, người già người chết. Đó là quy luật tự nhiên và thất yếu của con người, không thể thay đổi. Do đó thì trong các cái vấn đề mà chúng ta đang nói ở cái việc là để chúng ta có thể biết hết biết tường tận và biết đầy đủ thì chúng ta cần phải có thời gian thời gian là để chúng ta học tập để chúng ta tìm kiếm chúng ta gọi là phân tích và chúng ta phải nghiên cứu xem bản chất cái vấn đề chúng ta đang tham gia nó như thế nào tôi lấy ví dụ nếu như là lĩnh vực chứng khoán thì dù gì đi chăng nữa thì thời gian cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thời gian để kinh doanh có những cái khoảng thời gian nhất định để thay đổi về mặt mặt hoạt động và từ đó tác động lên cái kết quả hoạt động kinh doanh. Kinh tế xã hội của một quốc gia cũng cần phải có thời gian để thay đổi những chính sách, những chiến lược để có thể tích cực hơn, để tốt hơn và đặc điểm hơn ai ai hết tức là cái vấn đề đầu tư của chúng ta ngay từ đầu video chúng ta đã nói rồi. Nó là một trong những cái vấn đề rất khó, chúng ta phải có thời gian để rèn luyện đứng vào top đầu của cái lĩnh vực của mình tham gia Thì mới mong là có thể thành công Vì là tỷ lệ nó là tất yếu Nó là dĩ nhiên, nó là hiển nhiên Trên toàn thế giới về các lĩnh vực đầu tư Là tỷ lệ thành công rất thấp Việc nghe người ta nói rằng là trong đầu tư Thành công là cao, dễ dàng Là sai lầm, đó là nhận thức sai Bản thân tỷ lệ thành công Nó đã thành quy luật rồi, rất thấp Vì rất thấp chúng ta buộc phải Đứng đầu trong lĩnh vực Chúng ta buộc phải giỏi nhất trong lĩnh vực Có đó thì chúng ta mới thành công còn chúng ta thất bại chúng ta đầu tư thua lỗ Thậm chí thị trường đi lên, thị trường tăng trưởng, cổ phiếu tăng chúng ta vẫn thua lỗ Xu hướng thị trường là up trên chúng ta vẫn thua lỗ Cả một khoảng thời đoạn bất động sản tăng giá Chúng ta mua bất động sản rồi lại bán ra vào lúc nó gọi là gây ra những cái cái bán ra mua vào vẫn có thể thua lỗ như bình thường hoặc thậm chí trong thị trường tốt như vậy chúng ta vẫn mua vào những chỗ bị quy hoạch vẫn mua vào những chỗ mà có những chặt trục chặt về mặt giấy tờ và thậm chí chúng ta còn bị lừa vào những chỗ mà chưa có quy hoạch mà bị bán theo kiểu là bán không có giấy tờ hoặc là tạo ra những quy hoạch giả để bán điều đó là điều hoàn hoàn tức là hoàn toàn bình thường và hiển nhiên khi chúng ta biết không tới không hiểu về bản chất của một cái vấn đề cụ thể nào đó hơn thế nữa thì chúng ta vẫn lặp lại rằng là cái lĩnh vực khó chúng ta phải đi đầu thì trong chứng khoán chúng ta phải biết tới tận cùng của vấn đề là tại sao như vậy chỉ riêng mỗi cái việc chúng ta không biết và không hiểu về việc là lĩnh vực nào nó cũng rất khó và tỷ lệ thành công nó rất thấp thì đã cho thấy là chúng ta không biết tới không biết được đúng cái vấn đề rồi chứ chưa nói được rằng là chúng ta phải biết những khía cạnh của một cái vấn đề phân tích như thế nào là đúng phân tích như thế nào là sai cái việc xã hội đang nói là đúng hay sai phân loại như thế nào gọi là phù hợp và chúng ta kiểm soát đúng là kiểm soát như thế nào trong cái quản trị về mặt tâm lý của mình, về mặt quản trị, về 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 gọi là những cái lợi ích chúng ta đến đâu là đủ lợi lợi nhuận bao nhiêu là phù hợp thì tôi chưa nói đến chuyện đó chỉ mối chuyện là chúng ta không biết rõ, không nắm rõ và không hiểu được bản chất của vấn đề đầu tư thì chúng ta đã là nắm không tới vấn đề rồi chứ chưa nói rằng là chúng ta à, còn phải à, rất là à, mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu sâu sắc về về cái vấn đề chúng ta đang tham gia vậy là kết thúc video này thì có một vài cái câu châm ngôn nó dành riêng cho bản thân tôi để có thể là luôn nhắc nhở mình trong cái câu chuyện là đầu tư làm ăn kinh doanh có thể nó cũng sẽ là rất tốt cho anh chị em và các bạn câu thứ nhất đó là hãy làm thật tốt chẳng ai có thể phớt lờ bạn đâu ý muốn nói rằng là trong đầu tư thì chúng ta hãy cố gắng là những người giỏi nhất cố gắng làm thật tốt cái lĩnh vực của mình và nghiên cứu thật sâu để hiểu được bản chất của vấn đề thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong đầu tư cái câu thứ hai đó là cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra chính nó ở đây nó cũng hàm chứa ý nghĩa rằng là chúng ta không thể ngồi để dự đoán những cái vấn đề nào đó mà chúng ta cần phải đào sâu nghiên cứu và tìm cách và tìm những cái giải pháp làm thế nào để chúng ta đứng vào những cái tốt những người gọi là xuất sắc nhất trong cái lĩnh vực của mình thì chúng ta mới mong có thể thành công được đó cũng chính là cái ý nghĩa của cái câu tức là hãy tạo ra chính nó và một cái câu thứ ba nữa là không có áp lực thì sẽ không có đô la tức là không có áp lực trong công việc, không có sự cần mẫn, không có cái sự kiên trì và phải không có những cái khoảng thời gian à, tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể có tiền được. Đó chính là vấn đề áp lực. Chúng ta phải có áp lực với mình trong quá trình tham gia nghiên cứu, phân tích và đầu tư. Và cái kết cuối cùng thiên thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta đừng quên là hãy cho hãy cho những cái lĩnh vực đầu tư của mình một cái khoảng thời gian để nó có thể vận hành theo đúng nguyên tắc của nó đừng quá vội mong là mình sẽ nhanh chóng giàu có không có bất cứ một cái lĩnh vực nào mà nó có thể quá nhanh để giàu được cái việc quá nhanh giàu nó không tuân theo quy luật tự nhiên việc giàu có việc đầu tư thành công hay bất kỳ một cái việc một cái lĩnh vực nào trong cuộc sống xã hội nó cũng cần phải tuân theo một cái quy chuẩn tự nhiên nào đó mà cái quy chuẩn đó nó cần thời gian chúng ta hãy cần thời gian làm tốt cố gắng làm tốt những việc của mình cố gắng vươn lên là những người giỏi nhất trong lĩnh vực cố gắng là những người à, gọi là luôn luôn tìm kiếm luôn luôn tính toán luôn luôn suy xét và phân tích thật kỹ lưỡng, quản trị thật tốt rủi ro, quản trị dòng tiền thật tốt để có thể đầu tư thành công. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.